Chào mừng các em học sinh đã đến với series Giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 của Anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần Looking Back and Project của Unit 7, Vietnam and International Organizations, Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Trước tiên, đến với phần Looking Back, chúng ta sẽ cùng nhìn lại xem cả Unit 7 vừa qua chúng ta đã học được những gì. Cùng nhau ôn tập nhé! Thứ nhất là về phần phát âm. Các em sẽ nghe đoạn audio sau đây và đánh dấu vào những cái trọng âm chính của những từ được in đậm. Sau đó thì hãy luyện tập nói lại những câu này nhé. Rồi, chúng ta có tất cả 5 câu và các em sẽ tiến hành nghe audio. Track 57. Unit 7. Vietnam and International Organizations. Page 84. Looking back. Pronunciation. Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then, practice saying the sentences. 1. WWF is the world's largest non-profit environmental organization. 2. Vietnam has become a more active participant in the international community. 3. Japan is the biggest financial provider to this economic organization. 4. UNICEF helps disadvantaged teenagers continue their education. 5. There are more educational opportunities for Vietnamese students now. Rồi ạ, ở trong audio vừa rồi, các em đã đánh dấu được vào trọng âm chính của các từ bôi đậm chưa? Thứ nhất là chúng ta có câu số 1, environmental. Trọng âm chính sẽ rơi vào âm tiết số mấy đây các em ạ? Rồi, âm tiết số 4 nhá. Rồi, đối với từ organization, chúng ta đã gặp rất là nhiều trong cả cái bài này rồi. Và trọng âm chính rơi vào âm tiết số 4 nốt đúng không ạ? J, được chưa ạ? Rồi, tương tự, các em có thể nhìn thấy các đáp án ở trên này luôn. Câu số 2, participant, âm tiết số 2. International, âm tiết số 3. Community, âm tiết số 2. Economic, âm tiết số 3. Từ tổ chức thì các em gặp rồi này. Disadvantaged. Rồi, âm tiết số 3. Và education. Rồi, trọng âm rơi vào K, đúng không ạ? Câu số 5, educational. Trọng âm vẫn rơi vào K, đúng không? Và opportunities. Rồi, ok, cô chúc mừng nếu như các em đã đánh dấu đúng tất cả những trọng âm của những từ này nhé. Sang phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi ôn lại về từ vựng. Các em sẽ hoàn thành những câu sau với dạng đúng của động từ ở trong cái box này. Ở đây chúng ta có 5 chỗ trống tương ứng với 5 từ còn thiếu. Aim, này, enter, promote, commit, welcome. Ở câu số 1, các em sẽ nhìn trước nhìn sau này. Và ở phần sau của nó có into relations with other countries. Báo hiệu điều gì đấy ạ? Báo hiệu là cái động từ cần điển ở đây của chúng ta sẽ phải mang nghĩa kết hợp với cái từ đằng sau, có nghĩa là tham gia vào mối quan hệ với các nước khác. Thế có từ nào đồng nghĩa với tham gia ở bên trên ạ? Rồi, chúng ta có từ enter, đúng không ạ? Câu số 2, our country, gì gì đó này. To work closely with these organizations to achieve their aims. Rồi, work closely with these organizations có nghĩa là gì đây? Làm việc một cách chặt chẽ với các tổ chức. Thế thì động từ nào sẽ phù hợp nhất ở chỗ này ạ? Rồi, chính xác, đấy là cam kết, đúng không ạ? Chúng ta có từ commit, cam kết làm việc chặt chẽ với các tổ chức để mà có thể đạt được những cái mục tiêu của họ. Tuy nhiên ở đây từ commit chúng ta sẽ phải thêm S. Tại vì sao? Ở đây chúng ta có là our country, ở đây nhắc đến là đất nước Việt Nam và là danh từ số ít, cho nên động từ phải thêm S. Câu số 3 chúng ta có là as Vietnam to develop its economy. Báo hiệu là cái động từ cần điển với ý nghĩa là gì đây ạ? Nhắm mục tiêu phát triển kinh tế. Thế có từ nào có nghĩa là nhắm mục tiêu ở đây ạ? Rồi, chỉ có một từ duy nhất thôi, đấy là từ aims. Rồi, và tương tự aim cũng phải thêm S bởi vì là chủ ngữ là Việt Nam, đúng không? Rồi, câu số 4 chúng ta có phần đằng sau, đấy là foreign investors, có nghĩa là những nhà đầu tư nước ngoài. Thế thì chúng ta đã có một cái cụm gì đấy là chào đón nhà đầu tư nước ngoài mà chúng ta đã học từ những bài học trước, đúng không ạ? Và đây, cái từ chào đón chúng ta sẽ dùng đấy là từ welcome, đúng không? Và dạng của động từ này cũng phải thêm S, welcomes.
bởi vì chủ ngữ là eat. Rồi, và từ cuối cùng, số 5. Trong câu thì có economic growth, có nghĩa là sự phát triển, kinh tế. Thế thì còn duy nhất một từ nào đấy mà chúng ta chưa điền thôi. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đúng không ạ? Và từ nào có nghĩa là thúc đẩy đây? Chỉ có thể là promote. Rồi ạ. Vậy là chúng ta đã ôn xong những phần từ vựng quan trọng trong bài này. Và tiếp đến đấy là phần ngữ pháp, grammar. Các em còn nhớ phần ngữ pháp trong bài số 7 các em đã học là liên quan đến gì không ạ? Rồi, đấy là so sánh hơn và so sánh hơn nhất, đúng không? Bây giờ các em sẽ viết lại những cái câu này bằng cách sử dụng những cái từ trong ngoặc và hãy đảm bảo là cái nghĩa của cái câu mà sau khi các em viết ấy nó sẽ không thay đổi so với câu gốc. Rồi, chúng ta chữa luôn. Rồi, câu số 1 chúng ta có là Vietnam wasn't as attractive to foreign tourists as it is nowadays. Việt Nam thì không thu hút những cái khách du lịch nước ngoài như là Việt Nam bây giờ. Thế thì từ trong ngoặc gợi ý cho chúng ta là more attractive, có nghĩa là thu hút hơn. Rồi, thế thì cái câu mà chúng ta cần phải chữa ấy, đấy là Việt Nam bây giờ thì làm sao? Thu hút khách nước ngoài hơn, hấp dẫn khách nước ngoài hơn so với quá khứ. Câu chữa của chúng ta sẽ là Vietnam is more attractive to foreign tourists nowadays than it was in the past. Câu số 2, đấy là the United Nations, Liên Hợp Quốc, thì is the largest international organization. Thì Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế lớn nhất và phải viết lại câu với từ larger, có nghĩa là lớn hơn. Thì cái câu chúng ta cần phải viết lại sẽ phải có nghĩa là gì đây ạ? Tức là không có một cái tổ chức quốc tế nào có thể lớn hơn được Liên Hợp Quốc. Và câu của chúng ta sẽ là no international organization is larger than the United Nations. Rồi, câu số 3 nhá. Thị trường quốc tế, international market, đúng không ạ? Wasn't, tức là nói về trong quá khứ rồi. Trong quá khứ thì không competitive as it is now, thì không cạnh tranh như là bây giờ. Câu này có tương tự câu 1 không các em? Có, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải viết lại về more competitive, cạnh tranh hơn. Thì thị trường quốc tế thì bây giờ cạnh tranh hơn là nó ở trong quá khứ. Câu chữa của chúng ta sẽ là đang xuất hiện trên bảng. Rồi, và câu số 4. No other country is a bigger financial provider to this organization than Japan. Tức là không có quốc gia nào thì cung cấp tài chính lớn hơn cho cái tổ chức này hơn là đất nước Nhật Bản. Financial provider có nghĩa là cái nguồn cung cấp tài chính. Và chúng ta phải viết lại câu với the biggest, tức là lớn nhất, đúng không? Thì ở đây có nghĩa là Nhật Bản là cái quốc gia cung cấp tài chính lớn nhất cho cái tổ chức này. Được chưa ạ? Japan is the biggest financial provider to this organization. Rồi, thế là chúng ta đã looking back, tức là đã nhìn qua một lượt lại tất cả những cái phần mà chúng ta đã học trong unit 7. Và đến với phần cuối cùng của bài học, đấy là project, cái dự án mà các em làm cho cái bài học này. Thì phần project của unit 7 yêu cầu chúng ta gì đấy ạ? Do a research, làm cái nghiên cứu về một cái tổ chức quốc tế and present your findings to the class, trình bày, thuyết trình những cái tìm hiểu được của các em với toàn bộ cả lớp. Thì cái bài thuyết trình của em cần phải bao gồm những gì đây? Name, đúng không ạ? Chắc chắn là phải có tên của cái tổ chức quốc tế đấy rồi. Nó được thành lập khi nào? Thành lập ở đâu? Where and when? Được chưa? How many members countries does it have? Nó có bao nhiêu nước thành viên? Và Việt Nam có phải là thành viên của tổ chức đó không? Mục đích của tổ chức đấy là gì? Có những cái hoạt động nào gần đây hoặc là những cái dự án nào gần đây của tổ chức này và tổ chức này đã giúp Việt Nam những gì? Rồi, thì có nhiều tổ chức mà các em có thể nghĩ đến. Ví dụ như trong bài học này chúng ta gặp về tổ chức FAO, UNICEF, UN, UNDP, vân vân. Thì ở đây cô sẽ chọn cho cái câu trả lời mẫu để là về UNICEF nhé. Như các em biết thì UNICEF là Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, đúng không ạ? Và mở đầu của bài thuyết trình cô sẽ đầu tiên là đưa ra lời chào này. Hello everyone, chào tất cả mọi người, đúng không ạ? For our group project, we decided to research an international organization called UNICEF. Về phần dự án của chúng tôi thì chúng tôi quyết định nghiên cứu về một tổ chức quốc tế có tên là UNICEF rồi. Và các em bắt đầu đưa ra những cái thông tin về UNICEF, ví dụ như là form in 1946, được thành lập vào năm 1946. Và có headquarter, có nghĩa là có trụ sở ở New York City, USA, New York, Mỹ.
Về thành viên thì có 195 nước thành viên, đúng không ạ? Và Việt Nam đương nhiên thì là is one of them, là một trong số đó. Tiếp nữa là về mục đích của UNICEF. UNICEF thì có mục đích gì đây ạ? Được thành lập nhằm provide help and support to children all around the world, cung cấp những cái sự giúp đỡ và hỗ trợ đến tất cả trẻ em trên thế giới. Cụ thể là vào những gì đây? Focus vào education, health and protection for kids, giáo dục này, sức khỏe này và bảo vệ đối với trẻ em. Hiện tại, right now, thì UNICEF đang làm việc với rất nhiều những cái dự án ở các quốc gia khác nhau để có thể improve children's lives, cải thiện cuộc sống của trẻ em. Ở Việt Nam, liên hệ với Việt Nam chúng ta này, thì UNICEF có tham gia vào rất nhiều những hoạt động để có thể giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em liên quan đến giáo dục này, clean water, nước sạch này, và healthcare, chăm sóc sức khỏe. So, they also work to protect children from violence and exploitation. Cũng làm việc để mà có thể bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành và bóc lột. Và chúng ta kết bài thuyết trình với một câu đơn giản thôi. We hope you find this information interesting and informative. Thank you for listening our presentation. Đúng không ạ? Chúng tôi hy vọng là bạn tìm thấy được nhiều thông tin và thấy những cái thông tin này nó thú vị. Cảm ơn vì đã lắng nghe bài thuyết trình. Được chưa ạ? Rồi, vậy là chúng ta đã đi hết cả Unit 7. Và bây giờ các em thử nhìn lại, đánh dấu tích vào những cái phần mà các em thấy mình đã làm tốt, rất tốt hay là ở mức khá, đúng không ạ? Dựa vào những cái checklist dưới đây nhé. Về phát âm này, về từ vựng này, về ngữ pháp, về bài đọc, xem là mình hiểu bài đến đâu rồi, được chưa ạ? Rồi, vậy là bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc và đồng thời cũng là kết thúc của Unit 7 luôn. Các em đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ bất cứ bài giải sách giáo khoa tiếng Anh nào của Anh Ngữ Gym nhé. See you soon!